Xin chào tất cả mọi người. Rất là lâu rồi thì em mới lên trên này. Tức là đây là cái nóc trại của em mọi người. Đứng ở trên cao này chúng ta nhìn thấy quê hương rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Cái trại của em ngày xưa ở đây là chỉ có một phía trong kia mọi người là có trại heo, và chỗ em đây là một trại. Và sau 5 năm thì ở đây nó mọc lên săn sát rất là nhiều. Và trong ngày hôm nay thì buổi chiều rồi, cho nên là em lên đây nó có ánh sáng hơn. Thứ nhất, với lại chúng ta lên trên này chúng ta nhìn bao quát, nhìn quê hương của chúng ta thấy là nó rất là thân thiện. Nói chung rất là em rất thích quê hương này. Và ngày hôm nay là em cũng sẽ báo giá cho mọi người. Và thứ hai là em cũng thông báo mọi người là em sắp vào Nam khoảng một tuần. Tức là em đi vào Nam có việc. Thì trong một tuần này em sẽ cố gắng thông báo về giá heo cho bà con của chúng ta. Còn khả năng câu chuyện chia sẻ về bệnh tình này kia thì em cũng sẽ chắc là khả năng có thời gian thì em chia sẻ, còn không có thời gian thì bà con cũng thông cảm, rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục qua một tuần ở đây thì chúng ta tiếp tục quay trở về. Đầu tiên thì chúng ta cũng nói sơ là ngày hôm nay em nhận được cái thông báo là ngày mai một số công ty lớn ở miền Bắc đã bắt đầu rục rịch tăng giá rồi, từ 1 đến 2.000 đồng. Cho nên là xu hướng giá heo của chúng ta đang có xu hướng là sôi động hơn, thương lái sẽ đang tìm mua heo nhiều hơn. Kể cả là ở miền Trung này, một số anh em cũng vừa mới nhắn tin với em là thương lái nay là người ta tìm giá heo người ta nhích lên một xíu rồi. Ví dụ như con heo năm sao hay là gọi là heo green fit đó mọi người. Thì những ngày trước thì người ta trả 63 thôi, nhưng ngày hôm nay là có lái trả 64 rồi. Như vậy là chúng ta cũng nắm sơ tình hình là bắt đầu sôi động trở lại. Xin chúc mừng tất cả bà con chúng ta. Và như thường lệ thì đầu video chúng ta cũng sẽ đến với thông tin giá cả thị trường heo hơi trong ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024. Thì nhìn vào trong bảng báo giá đầu thì chúng ta thấy là hầu hết các công ty CP vẫn tiếp tục đi ngang trong ngày hôm nay, mặc dù chúng ta là nghe thông tin ngày mai đã có một số công ty tại miền Bắc đã rục rịch tăng giá trở lại. Tình hình giá heo hơi tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay thì giá heo vẫn đang giữ phổ biến quanh mức là 64 cho đến 66.000 đồng một ký. Mức 67.000 đồng một ký cũng có tại một số đơn vị đối với heo đẹp. Thương lái cho biết mặc dù một số công ty có động thái siết lượng bán, nhưng do thị trường tiêu thụ chậm và heo từ miền Trung ra nhiều nên giá miền Bắc vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ, tức là chợ Làng Hà Nam. Thì ngày hôm nay lượng heo về chợ tăng giảm nhẹ so với ngày hôm qua và đạt trên dưới là 3.000 con. Trong đó là xe ba sàn đưa về từ 11 đến 12 xe. Heo chạm vẫn có vài trăm con đưa về, còn lại là heo dân quanh chợ bán ra. Như vậy là chúng ta thấy tiếp tục lượng heo từ các tỉnh, các vùng như miền Trung và miền Nam đổ về tương đối nhiều, còn quanh chợ thì cũng tương đối ít. Và ở đây thì chúng ta thấy cái thông tin là heo quanh chợ đang bán ra, thì đồng nghĩa là heo gột đang đổ ra mọi người. Thì khả năng là sau một thời gian nữa hết heo gột này thì giá heo lại tiếp tục lên. Giao dịch tại chợ thì từ tiết mưa nên lượng khách tới chợ hôm nay thưa hơn. Giá heo đầu quanh cái mốc 68-69.000 đồng một ký. Giá phổ biến ở mức là 65.000 đồng một ký, hàng chân từ 55.000 đồng một ký trở lên, bán chậm, cuối chợ tồn lại trên dưới 1.000 con. Như vậy là chợ tiếp tục ế. Thì với cái thông tin chợ thế này thì chúng ta hiểu là cái xu thế của chúng ta vẫn còn đang rất là chậm. Cho nên để công ty CP chính thức thông báo tăng giá thì em nghĩ phải đợi thêm vài ngày nữa, chứ chưa thể tăng liền trong thời gian này. Một cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2024, hiện tại vẫn đang giao dịch ở mức giá là 66 cho đến 67.000 đồng một ký. Giá này không thay đổi so với ngày hôm qua. Heo dân tại Thái Bình hiện tại đang giao dịch ở mức giá là 64 cho đến 66.000 đồng một ký. Bắc Giang và Hà Nội hiện tại cũng đang giao dịch ở mức giá này. Như vậy là heo dân tại khu vực Bắc của chúng ta cũng chưa có sự thay đổi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là thông tin thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung. Thì giá heo tại khu vực này cũng không có sự điều chỉnh vào ngày hôm nay. Hiện tại vẫn quanh cái mốc là 62 cho đến 65.000 đồng một ký. Do cái nhịp giao dịch chung tại các khu vực này vẫn không có nhiều diễn biến mới. Và hiện tại ở đây thì em cũng đưa thông tin cho mọi người biết là các cái trại gà ở đây mọi người hiện tại vẫn không xuất hàng ra được. Tức là nó giá quá thấp. Mà hiện tại gà dài ngày, 90 ngày trở lên ấy, hiện tại bán cái giá là 43-44 thôi. Với cái giá này thì các công ty chăn nuôi gà là người ta lỗ. Cho nên hiện tại ở khu vực em đây chăn nuôi gà rất là đông. Cho nên là tình hình bà con cũng rất là bi đát về giá cả gà. Còn heo của chúng ta thì tương đối rất là ổn định. Và cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực Bắc Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục đi ngang ở mức giá là 67.000 đồng một ký. Nam Trung Bộ giao dịch ở mức giá là 64 cho đến 67.000 đồng một ký. Giá này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua.
Heo dân tại Nghệ An hiện tại giao dịch ở mức giá là 62 cho đến 64.000 đồng một ký. Và giá này cũng là giá của khu vực Bình Định và Đắk Lắk của chúng ta. Như vậy thì heo dân cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua tại khu vực miền Trung. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Nam, thì tại khu vực này cũng như khu vực miền Trung thì giá heo vẫn dao động ở mức 62 đến 65.000 đồng một ký và không có sự thay đổi, tức là chưa có diễn biến nào mới cả. Tuy nhiên thì việc heo cam vẫn đang được chào bán về cửa khẩu Đông và Tây Nam Bộ khá nhiều, khiến cho thương lái họ có thêm có sự lựa chọn và xu hướng ép giá hơn đối với heo nội vùng. Tức là khi có sự lựa chọn thêm thì tất nhiên thì heo dân của chúng ta cũng sẽ bị ép giá, kể cả là heo công ty. Thông tin tại chợ đầu mối Tân Xuân cho biết thêm thì rằng sáng nay lượng heo nhập lò đạt 5.500 con, nhập chợ là đạt gần 5.400 con, trong đó là heo nhỏ và heo nhỏ chạy dịch có tầm 700 con đưa về. Chợ tiếp tục có phiên giao dịch kém sôi động khi cả cánh pha lóc lẫn là bán lẻ đều chậm, đầu phiên lình xình ở vùng giá 67 đến 70.000 đồng một ký tùy theo loại. Cuối phiên thì chợ rớt từ còn 65 đến 67.000 đồng một ký trở lên, kéo giá bình quân toàn phiên hôm nay ở quanh cái mốc là 71.000 đồng một ký đối với heo xô và quanh 73 đến 74.000 đồng một ký đối với heo khá. Với cái giá này thì thương nhân lại tiếp tục không có lời. Và cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Đông ngày hôm nay tiếp tục đi ngang ở mức giá là 65.500 đồng cho đến 67.000 đồng một ký. Miền Tây thì giao dịch ở mức giá là 66.500 đồng một ký, giá này cũng không thay đổi so với ngày hôm qua. Heo dân tại Đồng Nai hiện tại đang giao dịch ở mức giá là 63 cho đến 65.000 đồng một ký. Tiền Giang và Bến Tre thì hiện tại giao dịch ở mức giá là 61 đến 63.000 đồng một ký. Và như vậy thì heo dân cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Như vậy nhìn tổng quan về tình hình giá heo hơi của chúng ta trên cả nước ngày hôm nay tiếp tục đi ngang. Tuy nhiên thì xu thế là bắt đầu có sự rục rịch tăng nhẹ ở miền Bắc của chúng ta. Như đầu tin nhắn chúng ta đã thấy, một số công ty đã bắt đầu thông báo tăng giá lại trong ngày mai. Hy vọng rằng qua cái thời gian ngắn hạn này, tình hình dịch bệnh nó giảm đi, kể cả là tình hình thời tiết nó ổn định trở lại, thì giá heo của chúng ta bắt đầu tiếp tục tăng trở lại. Nhưng mà em cũng hy vọng là ổn định ở mức 65 đến 70 thôi mọi người. Cao quá thì cũng xảy ra vấn đề, tức là cung cầu không cân đối. Và trước khi đến với lại một số thông tin tiếp theo về giá heo của các anh chị đã lên kênh, thì em cũng xin nhắc lại là giá heo công ty trên bảng giá mà em đọc với mọi người là giá heo của công ty CP, công ty có thị phần chăn nuôi lớn nhất, và giá heo là giá heo ba máu chính phẩm. Giá các công ty khác có thể là cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo thời điểm. Và hiện tại có thêm một cái chú ý là mức giá 67.000 đồng một ký trên bảng giá heo công ty CP ở khu vực miền Đông là mức giá áp dụng cho heo biểu to từ miền Trung đưa về. Còn giá heo dân là giá mặt bằng phổ biến được giao dịch với heo ba máu, tức là heo siêu, tại các hộ chăn nuôi. Mức giá còn phụ thuộc vào chất lượng heo, tình trạng no đói của heo khi xuất chuồng. Và sau đây là một số thông tin về giá heo mà anh chị đưa lên kênh trong video ngày hôm qua. Đầu tiên thì chúng ta có thông tin từ anh Vinh Trần, báo là bây về Hà Nội, heo đẹp, ăn mắng lách, không quét cám được giá 65.000 đồng một ký. Một tiếng nem không có tên thì báo là Lào Cai, hiện tại heo đẹp cũng được giá 66. Một tiếng nem tiếp tục cũng không có tên, báo rằng là em Mai Căng, ngày 2 tháng 8 giá 61 tại Đắk Lắk, heo đẹp. Và chú Giáp Phạm thì có ý là giá đầu 6 là tốt rồi. Và anh Nguyễn Văn Thủy thì bà nói là năm nay lần chích nhiều nên còn giữ được đầu 6, còn không thì xuống đầu 5, thậm chí đầu 4. Và đó cũng là cái thực tế tương đối phủ phàng. Khi mà cái dịch bệnh xảy ra nhiều thì giá heo của chúng ta sẽ tăng lên, bởi vì nguồn cung nó cạn đi. Còn nếu không, tình hình nó êm ái thì nguồn cung chúng ta quá nhiều, thì đôi khi là giá chúng ta tụt sau. Và hiện tại cũng rất là lo lắng khi các farm lớn mọc quá là nhiều. Số lượng heo của chúng ta thấy hiện tại do dịch bệnh xảy ra liên tục nhưng nguồn heo không cạn. Nên là không biết sau này chúng ta sẽ xuất heo hoặc là chúng ta có một phương án nào để giải quyết cái số lượng heo lớn như thế này. Hy vọng là nhà nước chúng ta sẽ có những cách làm ổn thỏa hơn. Còn đây là bảng giá heo giống của công ty CP áp dụng cho khu vực miền Trung và miền Nam. Mọi người đọc để tham khảo thêm. Và kể cả là bảng báo giá heo giống của công ty Greenfit, tức là công ty GF đây. Năm sau mọi người thì chúng ta cũng tham khảo. Còn đây là cái quang cảnh buổi chiều của cảnh buổi chiều của chỗ quê hương của em. Đây mọi người thấy này, bên tay phải của chúng ta là heo xa xa đấy, còn lại là gà phía trước kia, còn cái trại màu xanh xanh gần kề là trại nhỏ của gia đình. Ngày xưa là hai anh lớn làm một cái trại đó, và cuối năm 19 đầu năm 20 thì em về làm trại lớn này đấy.
ở phía trước mặt chúng ta, phía đông đây, đây là phía đông, thì có một cái nhà máy mì. Chúng ta thấy hầm hố bêu của họ rất là lớn. Rồi sau đó là anh lớn và đứa cháu thì làm thêm một cái trại này. Đấy, tại dưới đó. Nói chung là khi một cái khu nào mọi người chúng ta làm mà nó có kinh tế mà người ta thấy nó tương đối hiệu quả thì ở khu đó người ta sẽ làm rất là nhiều. Và tất nhiên tại đây chúng ta thấy màu xanh cũng tương đối nhiều. À, đối diện chúng ta bốn cái trại heo, bốn cái trại này, bốn trại nhỏ là bốn trại heo. Và phía trong chân kia cũng là có cũng ba cái trại heo nữa. Đấy. Rất là nhiều. Còn khu vực phía trước mặt của chúng ta là tất cả là phía xa xa mọi người, là những cái trang trại gà. Đấy là khu vực này xung quanh đây. Và cũng xin nói mọi người là hiện tại chỗ em đây, khu vực này là được thiên nhiên tương đối ưu đãi. Cho nên là khí hậu nguồn nước này kia tụi em chăn nuôi tương đối nó đạt. Có thể nói là như vậy. Hiện tại như cái trại của em đây, không chỉ riêng em đâu mọi người, mà hầu hết anh em xung quanh đây á, người ta cũng nuôi cái tỷ lệ chết cũng trong vòng khoảng 3 chấm trở lại thôi. Nên đó là cái điều rất là tuyệt vời mà quê hương mang lại cho chúng ta. À, phía đối diện chúng ta là có con su. Ở đây là cây tràm và con su thôi. Và hầu như kinh tế thì phải dựa vào những cái trang trại này. Còn nếu không có trang trại thì kinh tế của chúng ta tương đối làm rất là nhỏ giọt, tức là rất là ít. Và tất nhiên thì ở đây chúng ta ở nơi cao ráo như thế này, chúng ta chăn nuôi nó sẽ rất là tốt, không khí nó sẽ rất là, nói chung là ưu đãi, thông thoáng. Nhưng mà chúng ta gánh chịu của bão gió cũng rất là nhiều. Đây là đất miền Trung. Mọi người thấy cái nhũng của cái trại nhỏ chúng ta còn ấy, là tức là cơn bão của ngày 20 tháng 10 năm 2020 thì bão lớn xảy ra và chúng ta sập đi cái trại nhỏ đó. Nhưng cái may mắn là lúc đó em chỉ mới làm cái trại heo này thôi, trại lớn này thôi. Tất cả là tiền vay mượn và nó không bị ảnh hưởng nhiều của gió bão. Nếu không thì chúng ta cũng không biết là có gỡ được hay không. Đây này, cái di tích để lại này mọi người thấy là đấy, nó bay khoảng hai một phần tấm tôn ấy, cái màu khác ấy, đó là cái di tích để lại của cơn bão. Cho nên cuộc sống của chúng ta trải qua những khó khăn rồi thì chúng ta thấy rất là quý những cái gì mà chúng ta còn lại, tức là chúng ta giữ được đó. Và em cũng nói thêm là đây là cái hồ nước này mọi người, mặc dù là chúng ta chạy hai cái motor đấy nhưng mà nó cũng không đủ nước. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngày xưa ông bà chúng ta nói là cái nước là cái tài nguyên thiên nhiên rất là đáng quý, kể cả nước và đất. Nhưng cho nên là chúng ta không được lãng phí nước. Mọi người thấy buổi chiều là chúng ta làm chuồng xong là nó cạn tới đáy rồi. Và đúng ra khi làm những cái hồ chứa nước như thế này thì chúng ta nên lợp mái lại để cho cái rong rêu nó ít đi. Nhưng mà mọi người thấy em làm cái hồ nó bị vướng, nó xảy ra sự cố nên chúng ta làm đủ lớp hết đấy. Làm kè thêm rất là nhiều nên cứ sửa. Ở đây mà nếu mà khi làm ban đầu á mà chúng ta làm không kỹ về cái hồ nước này thì sự cố nó xảy ra rất là nhiều. Chúng ta phải sửa miết. Chúng ta phải lợp lại như cái hồ dưới này. Như trại dưới của chúng ta đây, đây cái trại dưới này. Chúng ta lợp lại như thế này thì rong rêu nó sẽ rất là ít. Và sẵn đây thì em cũng nói luôn, trong quá trình mà chăn nuôi chúng ta hiện nay á mọi người, chúng ta thấy dịch bệnh nó xảy ra rất là nhiều. Và kể cả nguồn nước của chúng ta nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái nước ngầm, cái mạch nước ấy, phèn và các cái vi khuẩn virus. Nếu mà chúng ta cạn quá thì vi khuẩn virus nó cứ xâm nhập, và kể cả phèn và kim loại. Cho nên là trong thời buổi hiện nay, nếu mà chúng ta nói về vấn đề phòng dịch, dập dịch này kia thì chúng ta cũng phải quan tâm đến nước. Nó có cái loại sát trùng mà chúng ta phun và kể cả là uống được, chúng ta hòa vào trong cái hồ nước của chúng ta. Thì khi chúng ta hòa vào đó, heo nó uống là nó sát trùng bên trong, kể cả là chúng ta kết hợp với phun nước bên ngoài, phun sát trùng bên ngoài, thì cái vấn đề phòng dịch bệnh của chúng ta nó cũng tương đối ổn hơn. Nhưng tất nhiên thì ở đây chúng ta cũng phải biết là cái virus thì không có kháng sinh điều trị, cho nên là hầu hết là chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái việc là năng sức đề kháng cho heo. Và trong video này thì em cũng muốn chia sẻ thêm một số vấn đề là, trước là em cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến em và tin tưởng ở cái kênh của em. Và vì là ngày hôm nay có một chị Yên, chị ở cánh miền Tây, thì cứ gọi cho em là lâu nay chị áp dụng những cái phương pháp làm của em, thì chăn nuôi chị thấy nó khỏe hơn, nói chung là nó có hiệu quả hơn. Thì đó là những cái lời động viên. Và cái quan trọng nhất là trong cái cuộc gọi này chị cũng nói là chị bắt bầy heo mà ở trang trại người ta gọi là tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi rồi, nhưng về đây nó nổ ra và hiện tại thì chị cũng chưa liên hệ được với công ty.
để người ta bảo hành hoặc là người ta có phương án bù trừ cho chúng ta, thì đó là cái rất tiếc. Cho nên đầu tiên cái việc mà chúng ta nuôi heo ở đây mọi người, khi bắt giống thì phải có bảo hành. Chúng ta bảo hành về dịch bệnh bao nhiêu ngày, ít nhất là 17 ngày, 21 ngày, cái đó phải rõ ràng. Còn giá cả là chúng ta phải đi với giá cả thị trường chung. Đối với kể cả trại gia công của chúng em mọi người cũng phải được 21 ngày. Tất ở đây không phải bảo hành gì, nhưng trong 21 ngày này nếu mà bị dịch tả xảy ra thì bên công ty chịu trách nhiệm, không có trách nhiệm về chúng ta. Còn nếu mà qua 21 ngày thì bên chủ trại phải chịu trách nhiệm bất kể lý do gì, tức là chủ quan hay khách quan. Thì tất nhiên ở đây người ta cũng không trừ phạt gì đâu mọi người, nhưng mà chúng ta vào cái danh sách đen, tức là chúng ta nuôi không tốt. Và nếu mà chúng ta để dịch bệnh sẽ xảy ra khoảng thêm một lần nữa thì khả năng người ta sẽ có quyền cắt trại của chúng ta. Đó là cái vấn đề chúng ta hiểu như vậy. Và em cũng giải thích sơ luôn là em cũng từng nói nhiều rồi, vì sao mà chúng ta vaccine rồi về là nó lại nổ ra. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế này, không phải ở đây kể cả là các vaccine khác cho người, không phải là vaccine châu Phi mà chúng ta nói là nó kỳ đâu. Khi chúng ta làm vaccine á thì sau đó nó sẽ xảy ra vấn đề của cái loại vaccine chúng ta làm đó. Ví dụ như dịch tả cổ điển thì xảy ra dịch tả cổ điển, tay xanh thì xảy ra tay xanh. Nói chung là các loại vaccine chúng ta làm vào thì kế phát nó sẽ xảy ra cái đó. Lý do là khi sức khỏe của heo nó yếu, chúng ta làm vào thì sức khỏe heo yếu là một, và kể cả trong tổng đàn đó chúng ta không thể nào biết được hết tất cả sức khỏe của một con heo. Cái điều đó cũng như chúng ta thấy chích vaccine COVID đấy, người ta sẽ kiểm soát về cái huyết áp, kiểm soát này kia thì người ta giám chích. Còn bởi vì đây là con người, người ta kiểm tra vậy, còn bầy heo của chúng ta thì chúng ta không kiểm tra được. Cho nên là sau vaccine vào những con mà sức khỏe yếu, nó sẽ không tự tạo được kháng thể và chống lại virus đó, và nó sẽ bị virus đó dập. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta hiểu là khi chúng ta làm như vậy rồi thì cái vấn đề xảy ra nó chỉ rơi vào một số cá thể, còn lại tổng đàn chúng ta vẫn xử lý được. Cho nên ở đây cái yêu cầu mà khi chúng ta làm vaccine á mọi người, thứ nhất là chúng ta phải cố gắng đánh một đợt kháng sinh nếu mà heo chúng ta không khỏe, để cho nó diệt đi những mầm bệnh mà gọi là cơ hội khi bệnh, khi heo của chúng ta nó yếu đi. Và cái thứ hai là chúng ta phải hỗ trợ về baraxê, điện giải, năng suất đề kháng gì đó, tùy theo cái nguồn heo, tùy theo bầy heo, để cho khi chúng ta làm vaccine vào cái dịch, cái kháng thể nó tạo ra tốt hơn. Kể cả sau khi chúng ta làm vaccine cũng bắt buộc phải đánh thêm kháng sinh 3 đến 5 ngày, hoặc là hỗ trợ liên tục trong vòng 3 năm ngày tiếp, thì sau đó chúng ta mới ổn, chúng ta mới thả được. Còn nếu chúng ta làm vaccine vào mà chúng ta thả tự do thì khả năng cái vấn đề xảy ra rất là nhiều, rất là lớn. Cho nên ở đây em cũng giải thích luôn cái vấn đề này cho anh chị nào mà khi nói là chúng ta làm vaccine với tay xanh vào thì khó nuôi, còn chúng ta không làm vaccine tay xanh thì lại dễ nuôi. Nhưng ở đây cái đây nếu mà nói như vậy là chúng ta đang rơi vào trường hợp may mắn, chúng ta không làm vaccine và nó không bị nổ dịch trong thời điểm đó. Còn nếu chúng ta không làm vaccine tay xanh mà nó nổ dịch ra thì khả năng chúng ta cứu rất là thấp. Cho nên là cái quan trọng vaccine là chúng ta phải làm những cái cơ bản tay xanh, dịch tả cổ điển, SICO và sơ BB, những cái lá mồm lá móng, thì những cái chúng ta cần phải nên lưu ý. Đó là những cái em chia sẻ thêm. Và một lần nữa thì em cũng rất cảm ơn tất cả mọi người. Trong video này thì em cũng chia sẻ đến đây thôi, và tất cả những thông tin thị trường thì em cũng đưa lên kênh. Và hy vọng rằng cái giá heo của chúng ta sẽ còn ổn định, và có tiếp theo thì cũng sẽ tăng nhẹ trong cái tháng 8 này. Mặc dù chúng ta đang rơi vào tháng 7 nhưng nguồn 7 âm lịch cho mọi người, nhưng nguồn heo chúng ta tương đối là cạn rồi. Nên hy vọng giá heo chúng ta sẽ ổn đến cuối năm. Đó là thông tin tương đối vui. Và trong tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ gặp nhau trên báo giá thôi. Hy vọng em cũng cố gắng sắp xếp thời gian đủ thì ngày nào em cũng báo giá cho bà con. Còn nếu không đủ thì bà con thông cảm. Và qua tuần thì em sẽ quay trở lại. Còn bây giờ thì em xin chào và gặp lại. Chúc mọi người sức khỏe và chân luôn thành công.